Thưa quý vị, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị các đơn vị đăng kiểm trên cả nước phải duy trì hoạt động, đảm bảo chất lượng kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện để phục vụ vận tải. Tại Đà Nẵng, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thành phố vẫn phải duy trì hoạt động để kiểm định an toàn kỹ thuật cho các loại phương tiện và thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế nhằm góp phần cho giao thông an toàn thông suốt. Các phương tiện đến trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng để kiểm định kỹ thuật an toàn phải dừng xe ngoài cổng để nhân viên y tế đo thân nhiệt và khai báo y tế mới được đưa xe vào bãi chờ đến lượt. Tại bãi, lái xe bàn giao phương tiện cho nhân viên kỹ thuật để sát khuẩn và đưa xe vào điểm kiểm tra quy trình đảm bảo an toàn kỹ thuật rồi trả lại xe cho khách hàng bằng hệ thống loa phát thanh. Tại điểm nhận kết quả, lái xe được ngồi giữ khoảng cách để nộp phí và bổ sung các thủ tục cần thiết. Khi vô uh, kiểm định xe cơ giới, uh, các uh, anh uh, các uh, anh cán bộ kiểm tra đo thân nhiệt, khai báo y tế qua điện tử và hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh và có tiếp xúc thì cũng cái khoảng giữ khoảng cách 2 mét và sát khuẩn tay trước khi vào. Được biết, trong những tháng ngày xảy ra dịch bệnh, mỗi ngày trung tâm tiếp nhận khoảng gần 100 phương tiện trong đó có khoảng 8% là xe ngoại tỉnh. Các xe ngoại tỉnh này là loại xe tải nặng, thường xuyên hoạt động trên địa bàn Đà Nẵng. Ngay từ khi dịch bệnh bùng phát, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng đã triển khai công tác phòng chống dịch rất khoa học, bố trí riêng khu vực tiếp nhận hồ sơ kiểm định, tránh khách hàng tiếp xúc nhiều với nhau và nhân viên đơn vị. Tổ chức duy trì hoạt động kiểm định phục vụ người dân và doanh nghiệp không để ách tắc phương tiện, đã chuẩn bị phương án ba tại chỗ nếu không may có người bị nhiễm bệnh. Đối với các phương tiện nằm trong vùng cách ly phong tỏa thì báo cáo cấp trên xử lý kiểm định ngoài đơn vị theo thông tư 70 năm 2015 của Bộ Giao thông Vận tải. Theo các văn bản hướng dẫn của Cục đăng kiểm Việt Nam thì các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc vẫn tổ chức hoạt động kiểm định bình thường để phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. Thì tất cả các xe khi vào trung tâm đăng kiểm chúng tôi đều thực hiện đúng theo quy định 5K của Bộ Y tế để tiếp tục duy trì hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật cho các phương tiện, góp phần vào vận chuyển lưu thông hàng hóa an toàn đúng luật. Cán bộ nhân viên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng rất mong muốn được sớm tiêm chủng vaccine phòng ngừa COVID-19 để cán bộ nhân viên kỹ thuật yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.